lĩnh hội được năm đạo lý này cuộc đời bạn sẽ có bước ngoặt lớn đời người có những bài học mà chỉ khi ta trải nghiệm rồi mới bắt đầu thấm thía có những đạo lý khi ta lĩnh hội được rồi vận mệnh của chúng ta sẽ thay đổi rất nhiều một oán trách là một thứ thuốc độc oán trách sẽ khiến lòng bao dung nhỏ lại khiến chúng ta trở nên ích kỷ hẹp hòi hơn khi gặp chuyện không vừa ý thay vì oán giận hãy tìm cách thay đổi bản thân nhìn nhận vấn đề lạc quan hơn như thế sẽ dễ dàng tìm ra hướng giải quyết. Nếu làm được như thế sẽ thấy mọi việc tích cực hẳn lên. Vậy nên khi gặp vấn đề, thay vì đổ lỗi cho người khác, bới móc tìm ra khuyết điểm nguyên nhân của sự việc thì hãy nghĩ đến cách khắc phục vào bước tiếp. Người mạnh mẽ không phải là người không biết rơi lệ mà là người biết nhẫn nhục để tiếp tục cuộc hành trình phía trước. Hai, cuộc sống khổ sở chỉ bởi dục vọng quá nhiều. Con người khi sống đều có mong ước, truy cầu nhưng phải biết sức mình đến đâu. Nếu không được thì đừng quá cưỡng cầu. Nếu mong ước quá nhiều thì khi không đạt được sẽ sinh ra oán trách, đau khổ thậm chí là đố kỵ với những người có được thứ mà mình không có. Đây là con đường hủy hoại bản thân nhanh nhất. Có những lúc trong cuộc đời ta phải đối mặt với những khó khăn tưởng chừng như không vượt qua nổi. Thánh nhân có câu, lùi một bước biển rộng trời cao. Khi gặp việc căng thẳng thì không nên cố tiến về phía trước để đạt được chút thỏa mãn mà hãy hòa hoãn, lùi một bước, không đâm đầu vào bức tường phía trước thì có khi sẽ là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Biết đâu có một cánh cửa để vượt qua mà chỉ có thể nhìn thấy từ đăng xa. Người xưa nói, trong họa có phúc, trong phúc có họa. Vậy khi gặp khó khăn thì nên biết tìm cơ hội trong gian chuân. Đôi khi đi đường vòng cũng là một quyết định sáng suốt. Nhưng có mấy người thấu được đạo lý này mà hành xử theo. Khi ở trong hoàn cảnh đó thì chỉ muốn đâm đầu vào với mong muốn nhanh chóng vượt qua. Nhưng kết quả hoàn toàn trái lại. Chỉ có đau khổ và bi thương. Lòng tham con người là vô đáy, bởi vậy phải hết sức tỉnh táo đừng để lòng tham dẫn dắt đến sai lầm, khiến cả đời không biết đủ cũng không biết hạnh phúc là gì. Đôi khi dành cả đời để tìm kiếm nhưng một ngày bỗng nhận ra hạnh phúc chính ở ngay bên cạnh mình, là gia đình, là bữa cơm thân mật, hay chỉ đơn giản là một nụ cười. 3. Hãy giữ cho mình ở trạng thái tốt nhất. Trạng thái tốt nhất chính là thư thái, trong mọi tình huống đều có thể nhẹ nhàng đối đãi, sáng suốt nhìn nhận không vội vàng hấp tấp trạng thái tốt nhất chính là cả thân thể luôn tràn đầy cảm giác hòa ái yêu thương làm việc gì đều có thể nhìn thấu đáo biết nghĩ cho người khác không làm tổn thương họ trạng thái tốt nhất là khi có thể điềm tĩnh nhận lỗi lầm làm việc theo lý tính chứ không phải cảm tính biết vì người khác mà phó xuất luôn hướng đến các giá trị đạo đức cao thượng thứ khiến người ta đau buồn không yên chính là cái tâm này luôn dễ bị động vậy nên hãy bảo trì tâm tĩnh lặng giữa những biến động ồn ào xung quanh có như thế mới không bị thương tổn, nếu làm được như vậy thì trong cuộc sống này dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng chỉ như luồng gió nhẹ thổi qua mà thôi. Lúc đó sẽ không thấy ai là đáng giận, ai là đáng ghét, cũng không có việc phiền lòng. Khi chúng ta làm việc sẽ vô cùng lý trí và đúng đắn, kết quả tất nhiên cũng tốt đẹp mỹ mãn vô cùng. 4. Càng nỗ lực càng may mắn. Người xưa có câu, có công mài sắt có ngày nên kim, người càng kiên trì thì thành công càng gần vấp ngã càng nhiều kinh nghiệm càng phong phú. Bậc trí giả luôn nhìn thấy những thứ ưu tú từ người khác, còn người tầm thường luôn thấy những thứ kém cỏi từ người khác. Bởi vậy người tài giỏi vẫn không ngừng nỗ lực để đạt được những mục đích cao hơn, còn người tầm thường luôn ngủ quên trên chiến thắng. Kiên trì nỗ lực chính là kim chỉ nam của sự thành công, cũng khiến chúng ta nắm vững được vận mệnh của mình. Năm, Phải tin vào chính mình. Trên đời này chín người thì mười ý, dù sống thế nào cũng khó mà vừa lòng hết tất cả. Khi bạn thông minh thì người khác sẽ nói bạn mưu kế thủ đoạn, khi bạn nỗ lực đạt được thì có người sẽ nói bạn ăn may, khi bạn thành thật đối đãi thì có kẻ sẽ nói bạn giả nhân giả nghĩa. Có lẽ ai cũng từng trải qua ít nhất một lần như vậy, nhưng hãy nhớ rằng chúng ta không phải sống vì sự đánh giá và nhìn nhận của họ, bởi vì những đánh giá này có thể không phải là sự thật mà chính là lừa dối xuất phát từ việc ghen tị hay đố kỵ mà ra. Bản thân chỉ có không làm việc trái với đạo đức, lương tâm, không dối lòng không thẹn với trời đất thì cứ đường đường chính chính mà làm mà bước tới đừng để những lời dèm pha cản trở bước tiến của mình cũng không cần phải lấy lòng su nịnh những người bất đồng chính kiến dù cho cả thế giới có quay lưng nếu biết chắc rằng việc mình làm là đúng đắn và chính nghĩa thì cứ kiên trì mà làm khó khăn trước mắt chỉ khiến bản thân càng mạnh mẽ hơn mà thôi lĩnh hội được năm điều trên hẳn mỗi chúng ta sẽ dung hòa được mọi thứ trong cuộc sống hãy tin rằng trong cuộc sống này vạn sự tùy duyên cứ nỗ lực hết sức làm đúng với lương tâm không hổ thẹn với lòng mình cái gì là của bạn ắt sẽ thuộc về bạn